Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 61. Thừa Pháp Quy Ngưỡng. Năm 1947, Ngài từ Đông Bắc Trung Quốc đi bộ hơn 3.000 dặm đến chùa Nam Hoa, tỉnh Quảng Đông, Tào Khê, bái kiến Đại Lão Hòa Thượng Đức Thanh Tự Hư Vân. Khi ấy, Lão Hòa Thượng Hư Vân thọ 109 tuổi. Lão Hòa Thượng đã ấn chứng cho Ngài như thị, như thị. Ngày 9 tháng 4 năm 1956, từ núi Vân Cư, Hư Công đã gửi qua Khương Cảng cho Ngài quyển Nguyên Lưu Tổ Phái Quy Ngưỡng Thiền Tông, ấn trao cho Ngài kế vị làm tổ thứ 9 để kế tự dòng Quy Ngưỡng, đồng thời ban cho Ngài pháp hiệu Tuyên Hóa. Đại Lão Hòa Thượng đã viết kệ biểu tín, tức thơ bày tỏ đức tin về Ngài. Tuyên quy diệu nghĩa chấn gia thinh, hóa thừa linh nhạc pháp đạo long, đồ dĩ tứ lục truyền tâm ấn, luân toàn vô khưu tế khổ luân. Tạm dịch: tuyên quy ngưỡng diệu nghĩa vang khắp, hóa thừa linh nhạc đạo pháp thịnh, độ bốn sáu đời truyền tâm ấn, luân chuyển không ngừng cứu quần sanh. Năm 1962, Ngài là tu sĩ Trung Hoa đầu tiên định cư tại tiểu bang California, Mỹ Quốc. Ngài mang trách nhiệm hoằng dương Phật Pháp qua Tây Phương, kế thừa di chúc của Lão Hòa Thượng Hư Vân, bồi dưỡng giáo dục Đoàn Hậu Tấn, lưu truyền pháp môn tâm địa dòng Quy Ngưỡng. Sau khi đến đất Mỹ, Ngài dùng pháp hiệu Tuyên Hóa và được tôn xưng là Tuyên Hóa Thượng Nhân. Tông Quy Ngưỡng là một trong năm tông phái chính của Thiền Tông, gồm Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn và Pháp Nhãn. Từ tổ Ca Diếp truyền đến tổ Bồ Đề Đạt Ma đời thứ 28 ở Ấn Độ, cũng là sơ tổ ở Đông Độ Trung Quốc. Ngũ tổ truyền tới lục tổ Huệ Năng, tổ Huệ Năng truyền trao Nam Nhạc Hoài Nhượng. Đại sư Hoài Nhượng truyền trao cho Mã Tổ Đạo Nhất, Ngài Đạo Nhất truyền trao Bá Trượng Hoài Hải. Ngài Bá Trượng truyền trao Linh Hữu Quy Sơn Thiền Sư là đời thứ 37 tính từ tổ Ca Diếp và cũng là tổ sư thứ nhất dòng Quy Ngưỡng. Tổ thứ hai, Thiền Sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, thời ấy pháp duyên rất thạnh nên tạo thành hệ phái Quy Ngưỡng trong Thiền Tông. Tổ thứ ba, Thiền Sư Tây Tháp Quang Mục. Tổ thứ tư, Thiền Sư Tư Phúc Như Bảo. Tổ thứ năm, Thiền Sư Báo Từ Đức Phúc. Tổ thứ sáu, Thiền Sư Tam Giác Chí Khiêm. Tổ thứ bảy, Thiền Sư Hưng Dương Từ Đạt. Tổ thứ tám, Thiền Sư Đức Thanh Hư Vân, truyền nhân của phái Quy Ngưỡng. Này, Lão Sư Đức Thanh Hư Vân truyền chánh pháp Nhãn Tạng cho đời thứ chín, Thiền Giả Tuyên Hóa Độ Luân, để được Ngài đích thân bảo vệ và duy trì. Như vậy, Ngài là vị tổ Đông Độ đời thứ 9 dòng Quy Ngưỡng và cũng là tổ Tây Độ thứ 45 của Thiền Tông. Ha ha ha, 问什么的说